Rồi bây giờ Bảo sẽ test trên sắc hộp nha. Test sơ sơ cho anh chị xem. Nhưng mà trước tiên là anh chị phải chuyển chức năng của nó lên MAG là hàng mic á, 0.8 đến 1 ly nha. Rồi đó, anh chị nào có nhu cầu mua mủ có luôn, mủ Getta giá 380 nha. Đó, này thì nó có núm chỉnh đầy đủ luôn nha. Trước tiên là Bảo sẽ cố định hai đầu rồi Bảo sẽ kéo cho anh chị xem nha. Đó, vậy là nó dính hai đầu rồi, rất là nhẹ nhàng nha. Bảo sẽ kéo cho anh chị xem. Đó, này nó hơi lủng nha, mình sẽ giảm âm ba với là vôn xuống một tí xíu cho nó mỏng lại nha. Rồi Bảo sẽ tiến hành hàng cho anh chị xem nha. Đó, anh chị thấy không, cực kỳ là dễ hàng luôn. Con này thì mình hàng xong mà dính luôn nha. Đó, mũi hàng này wow, quá đẹp luôn, hơi nóng. Đó, anh chị thấy không, Bảo là hàng dạng như là cũng mới tập hàng mic mới đây thôi, nhưng mà kéo khá là đẹp anh chị ạ. Mũi hàng này thì kéo một cái là xong luôn. Đó, dòng hàng thì Bảo đang để là âm mấy độ nha. Hàng sắc mỏng quá tuyệt vời luôn. Cái này Bảo kéo một bên thôi. Cái này là sắc mỏng nha. Còn Bảo sẽ tiến hành kéo sắc V xem sao. Đó, còn đồ dài thì anh chị có thể là tăng âm B lên một tí xíu nha. Tí xíu thôi, tùy anh chị chỉnh nha. Đó, mình hàng sắc V đi. Này nó có dính sơn không biết nó có ăn không. Trời, sơn nó nổ anh chị ạ. Rồi, ok. Đó, mình hàng cái gì thì Bảo hay cố định, tại Bảo không có quen nên là Bảo cố định hàng cho anh chị xem cho nó dễ thôi nha. Hàng cái này cực kỳ là đơn giản thôi. Nhưng mà sản phẩm Quintet 250 này á, công suất của nó là 4 con công suất nha, nó mạnh cực kỳ luôn. Bảo test thấy nó nhẹ nhàng hơn. Rồi Bảo sẽ test cho anh chị xem. Rồi đó, lúc mà anh chị kéo ra thì mũi hàng này nó có dính sơn nên khói nó ra nhiều, chứ bình thường là nó đẹp cực kỳ luôn. Đó, cho anh chị xem. Bảo quay đang trời tối mà mũi hàng nó kéo này, wow, đẹp cực kỳ luôn. Đó, thấy không, quay sát vào cho anh chị xem. Quá đẹp luôn anh chị ạ, một sản phẩm Quintet kéo như thế này thì anh chị kéo thả ga luôn. Chào anh chị, thì Bảo cũng vừa mới test sản phẩm máy hàng mic Quintet 250 này. Điều đầu tiên á, Bảo thấy con máy này á là nó khá là mạnh nha. Hầu như ai mua con Quintet này về á, với mức giá nó cũng khá tốt, con này thì hầu như là được khen không à. Thứ nhất là nó khỏe này, giá tiền á, trong thời điểm này thì con máy này giá nó tăng khá là nhiều luôn, nên là hôm nay Bảo giới thiệu lại, nhưng mà giá nó cũng mềm. Đó, Bảo cố gắng hết sức là để mức giá tốt nhất. Anh chị mua tối ngày hôm nay với mức giá là 3.200.000 mà nó không tặng gì kèm đâu. Nó chỉ có nào là búa gõ xỉ này, mặt nạ hàng, búa gõ xỉ, mặt nạ hàng thôi, với là tay cầm. Ngoài ra đi kèm là một bộ dây để chúng ta hàng que. Nó chỉ có nhiêu đó à. Đó, thêm dây vào khí với là cổ dê đi vào hai đầu bát nha. Nhưng mà anh chị mua trong chương trình hôm nay thì anh chị sẽ có những món quà thích hợp trong mùa dịch nha. Thứ nhất, anh chị mua với mức giá là 3.200.000, Bảo sẽ tặng thêm là kính hàng điện tử là món thứ nhất nè. Rồi tiếp theo là một hộp sáp hàng để mà chống dính đầu bét, anh chị hàng nó lâu hơn, xài nó bền đầu bét hơn nha. Và đương nhiên nó phải có cuộn dây 1 ký dây sắt nha. Và cái cuối cùng là một cặp bao tay
chống nóng luôn. Anh chị hàng không quen á, cứ đeo bao tay vào là nó sẽ không bị bỏng tay. Rồi thì Bảo sẽ đi vào chi tiết máy một tí xíu. Bảo đã từng làm video rồi, con này thì khá là mạnh đấy, mình xài thì khỏi phải chê luôn. Rồi đầu tiên á, là súng hàng á, là súng liền, nó tầm 2 mét nha. Súng thì khá là nhẹ á. Đầu bét thì mình có thể thay vào, xài cuộn dây là 0.8 này, 1 ly xài cũng được. Nhưng mà con này anh chị mua là rất là tiện lợi, rất là nhiều chức năng. Mình có thể là xài vừa thợ này, vừa gia đình, nó là 4 chức năng nha. Rồi chức năng thứ nhất thì Bảo ghim lên đi cho anh chị dễ tham khảo luôn. Rồi chức năng thứ nhất là anh chị sẽ thấy chức năng hàng que này. Đó, chức năng thứ hai là có khí 0.8 này, không khí 0.8 này, 1 ly này. Ngoài ra nó thêm chức năng là tích quẹt nha. Thì anh chị có thể mua về xài tích quẹt cũng được. Hàng inox con này khá là ngon á, thì mình mua thêm nha. Rồi mặt trước thì Bảo sẽ giới thiệu anh chị xài chức năng luôn nha. Mình xài không khí á, là mình sẽ ghim bên trừ, là tức là trừ khí ra. Còn nếu anh chị có khí thì mình ghim bên cộng nha. Còn mình hàng que thì mình bỏ ra luôn, là hai cổng này. Hàng que thì mình ghim hai cọc hai bên. Rồi bên trên nó sẽ có là hai núm chỉnh, một núm là anh chị chỉnh hàng mic nha. Hàng mic là anh chị chỉnh trên nha, nó lên đến là âm luôn, âm hoặc là cộng luôn. Còn bên dưới là anh chị chỉnh ampe dòng hàng, nó sẽ cao lên, nó sẽ đốt lửa nó nhanh lên nha. Rồi ngoài ra mặt sau á của con máy Wintest này thì anh chị thấy điều đầu tiên nó cũng có cánh quạt làm mát này, ốc để mà chống giật mát nha. Bên sau thì đương nhiên nó sẽ có dây vào khí, dây nguồn công tắc luôn. Dây nguồn con này tầm khoảng 1 mét hơn. Rồi qua đối diện bên này thì anh chị sẽ thấy thương hiệu Wintest. Mà con này nó hay một cái á, là mặt này thì anh chị có thể nhìn để mình thấy dây nó đang chạy luôn, rất là đẹp luôn, thiết kế rất là ngon. Thì Bảo làm video con này rồi, cọc rất là cứng nha, cọc để giữ cuộn 1 ký nó khá là cứng luôn. Lúc mà anh chị mua con máy Wintest này á thì nó sẽ có là chip là thế hệ mới luôn, xài IGBT, xài điện 220. Con này khá là mạnh, mic 250 Wintest. Giá bán nó cũng tốt, 3,2 triệu mà tặng lên đến là 4 món quà. Thì Bảo cũng cố gắng mà làm hết sức về mức giá. Anh chị thấy đấy, mùa dịch với là đồng nghĩa với giá nó tăng khá là cao. So với mức giá Bảo tăng thì nó không có đáng kể đâu. Bảo đã hỗ trợ anh chị hết sức rồi, xài cuộn dây 1 ký nha. Thì anh chị mua con máy Wintest xài mic 4 chức năng này, nó sẽ được tặng là 4 món quà, giá là 3,2 triệu. Thì Bảo từng làm video này mà con máy này test khá là ưng ý luôn, cực kỳ mạnh và đẹp. Thì anh chị cũng thấy đầu video rồi, thì anh chị nào mà thích một con máy mic vừa mạnh này, giá nó cũng hợp lý, bảo hành cũng rất là lâu, lên đến là 15 tháng, thì mình liên hệ cho cửa hàng Bảo nha. Rồi bây giờ thì Bảo xin kết thúc video tối ngày hôm nay. Rồi Bảo xin chào tạm biệt anh chị nha.